thất bên trong thì nó như là bom hay tên lửa chĩa lên bầu trời các bác nhé. Đừng ngăn gió vào. Tầm 4 tủ lọc 2 nguồn, 8 sọ than xanh đen, tản nhiệt màu đen, sắt xi 7 màu bên trong, xịn xịn sọ cho anh em biết. Đặc trưng của từng dòng âm ly anh em nhé. Dòng san xui thì là không đóng len. Không đóng len, nếu các bác sử dụng có một thời gian thì có thể là sẽ dính trường hợp không đóng len. Còn dòng Pioneer thì bệnh lẹt xẹt. Dòng âm ly cổ san xui cũng như vậy. Nó lẹt xẹt ở những cái con ba chân này này anh em này. Khi nó bị dỉ chân, bởi vì những con này thì cả âm ly đẹp đến đâu, ở bên kia người ta không dùng một thời gian, nó bị dỉ chân, dỉ tiếp xúc của cái con này. Đây gọi con ba chân hay con bóng đèn, thì nó không tiếp xúc thì nó dò điện thì nó siêu sinh ra tiếng lẹt xẹt. Có những đặc trưng của những dòng âm ly là như vậy, đấy là điều đương nhiên luôn, và khi mình chơi âm ly bãi mình phải hiểu được điều đó. Thì khi nó bị thì xử lý vô tư bỏ vận. Quay các góc cạnh để em nắm được hai con đẹp như nhau, không có chuyện con này xấu hơn con kia xấu đẹp hơn con này em nhé. Em phải nhìn kỹ mặt tiền tôi từ trên từ dưới cho các bác đây, bởi vì có một cái rất là khó chịu nói luôn là khó chịu, là khi nhập về 2-3 con âm ly thì thường cứ bán được một con rồi con còn lại thì ông khách sẽ bảo là cái con đấy chắc xấu quá nó trả lấy đúng không? Bởi vì cửa hàng tôi là một cửa hàng chọn, không bao giờ có chuyện hàng như này hàng như kia, nếu mà nó xấu sẽ có giá khác. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô, xem khúc quân hành đưa tiễn người chinh phu, đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về, ôm dung cầm cánh trong sao trời lấp lánh, tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.